nào nó cũng vậy á chị, thấy không? Năm nào cái lá màu vàng ngoài đó, năm nào cái lá màu vàng ngoài đó chị, năm nào cũng là kỷ niệm 30 tháng 4 đen. Vậy thì đen, tụi bay là không biết làm cho nó trắng. 46 năm rồi, rồi nửa thế kỷ rồi, đen hoài vậy. Hả? Đen hoài à, không thấy trắng. Còn á, tụi bay ngoài á, tụi bay kỷ niệm 30 tháng 4 đen, tụi bay ở trong nước. Nha, màu vàng quần. Công nhận quần thế kỷ luôn á. Chào anh. Ta nói gì? Ta nói gì với chị? Xanh đây. Bị cộng sản nhồi sọ, đúng không? Đúng gì không? Còn tụi nó ở ngoài tụi nó bị gì? Tụi nó dốt. Không, người trong nước thì bị nhồi sọ thì không nói đi. Bị nhồi sọ người ta không biết, người ta không nói đi. Ha. Còn đã ở ngoài tư bản này rồi mà còn bị dốt, hai bị dốt Này cổ việc đây, này có thì lấy đâu 2 năm rồi. nếu 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 mà nói tụi nó không không có Nhưng mà cái nó vẫn còn giữ nguyên giá trị. Đây phải không? tụi bay ngoài này á thì tụi bay dốt, người trong nước thì sợ vì tụi bay cười chê người ta cái gì. Hôm nay thì nó hơi lạnh lạnh á. Đó, chị thấy không? Năm nào cũng tháng tư đen. Chờ hụt. Chờ đi. Mà đen hoài vậy. Tụi bay không biết làm cho nó trắng sao? Đen hoài vậy. 46 năm nay rồi. Được cái gặm gật đen nữa. Gặm Bây giờ đủ. Mát có đủ đồ chơi rồi. Chơi đi. gật rồi, có tàu Nhật Tảo rồi đó. Cái đen chưa chịu đứng lên, còn ngày quốc quốc ngày quốc hận, hận khi nào mới hết hận đây hả? Người ta hận người ta thù thì trả thù đi. Hoài. Nói đủ mẹ nó chính trị thôi, nó kêu là chính trị mà nay đi đấu tranh. Thì bây giờ mấy chị thấy không, trên cái thế giới này từ tổ chức UN rồi đó, mình thấy nó tổ tổ chức nhân quyền đó. Cái mấy tổ chức là mấy tổ chức chính trị đó, vậy là nó một mình cái độc lập đó hả hay sao? Chính trị ha, là vận hành trên nền tảng tổ chức. Tụi bay nói tụi bay một mình tại mà ai đấu là sao, là tụi bay đủ mắt tụi bay một cuộc chính trị tôi không chịu. Mày tụi bay nói ra tao chửi tụi bay được chưa Dự sức, hả? dự sức Mà cái chính trị cái tổ chức là phải làm sao, cái tổ chức phải tập đó thì đó, nó treo đầy đường á, cái lá bồ vàng ở đây đủ mẹ nó. Năm nào thấy tư đen mà nó không biết làm sao cho trắng cả. Ngày mười Hello, còn như người nghe anh. cái like của hả ông cha đi đó sao đi chạy chạy đi tị nạn đó, chạy qua tới Hoa Kỳ như cái tiểu bang Florida sao, ở trong cái trại tị nạn đó, khi mà bước bước lên trên đó đó thì kinh chúng tôi có thừa tất cả cho
nghèo chứ không có thừa thức ăn cho người Việt Nam. Rồi ngày hôm nay tụi bay đậu mát, tụi bay tôm sùng thằng Hoa Kỳ đậu mát là gì là cũng tin tụi bay. Chính Hoa Kỳ và đậu mát sùng dập tụi bay chủ Cộng Hòa chết đi cái này. Việt Nam Cộng Hòa trong này. Cái lũ một quân chính trị, một quân hả lịch sử. Ông nói ngày hôm qua, ông nói mà ông khóc luôn đó. Hello, xin chào mọi người. Tháng tư đen. Thì hôm nay Thái Quang live đột xuất nha, live đột xuất bởi vì ông bạn thân của Thái Quang, ông bạn thân là ông Thái Quang của ông là ông Quang Lâm mới ra một cái clip rất là hay. Nó xin lỗi chứ mang tiếng hay với thời quan chưa coi nữa, thấy ông ra clip cái được mười mấy phút á mang vô quốc luôn. Thì hôm nay thời quan live đột xuất với chủ đề là tháng tư về ha, tháng tư về bao năm xỏ lá như thế này phải không quen. Ok, mọi người mời mọi người vào cùng chia sẻ với nhau, cùng xem về cái clip của Quang Lâm đúng không. Giống như chúng ta xem bóng đá vậy, xem thì phải có nơi có chỗ xem nó mới vui, chứ còn mà ngồi nhà xem mình thì nó không có vui đúng không Việt Ra. Đây tôi quan xin mời mọi người. Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại. Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đốc Sự Dân Chủ, Các Kiệm Tiêu Bản và Tôn Vinh Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, con gà ghét nhau tiếng gáy, không có con gà nào chịu thua con gà nào. Con nào á nó cũng cố gắng thể hiện nó gáy cho thiệt là to để áp được cái tiếng của con kia. Và ở bên kia thế giới cũng như vậy quý vị. Chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái hình ảnh những con gà nó thể hiện mình để tiếng gáy của họ có thể to hơn những cái tiếng gáy của những cái con y chang giống như họ. Mời quý vị và các bạn cùng xem những hình ảnh các tổ vui vẻ đến từ tiếng gáy của mấy anh bên kia thế giới. Ba que nó cắn nhau mọi người. Đúng là truyền thống đúng không? Ba que cắn nhau là truyền thống luôn rồi. Đúng ghê. Ôi trời ơi. Trời ơi trời, thứ văn minh đó, văn hóa Hòa Ngọc Diễn Đông đó, ghê chưa. Đó, văn hóa Hòa Ngọc Diễn Đông đó. Trời ơi trời, quân lực hàng tư một thời đó, hậu duệ không đó, ghê chưa, hậu duệ đó. Vui không mọi người? Hài vui không?
Chào anh Phạm Thông. Trời ơi trời. Mấy Mỹ gì nó biết lắc đầu chứ. Mấy Mỹ gì biết lắc đầu với mấy tay này thôi chứ biết nói gì giờ. Chán ghê. Quá hài luôn rồi anh. Chào Mã Tấn Anh. Ở bên Mỹ. Thì đúng hơn. Có lẽ Quang Lâm có những cái ẩm dụ nó hơi thì là đúng đối với những trường hợp mấy anh bên kia thế giới. Chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh đó, quý vị và các bạn cũng nhận biết được rằng là họ đang cãi nhau, họ đang chửi rủa nhau. Vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, đây là một cái đất nước văn minh hay sao? Họ đã ở cái đất nước được gọi là dân chủ nhất thế giới, tự do nhất thế giới mà cũng gọi là văn hóa nhất thế giới theo ý nghĩa của bọn họ. Thì chúng ta thấy được rằng là mấy chục năm trời họ sống ở bên đó và họ dần trở nên mất đi hình ảnh của con người và họ dần trở thành những con vật, những con chó sủa hay sao? Quang Lâm nói điều này chắc có lẽ quý vị và các bạn đồng ý đúng không ạ? Vì một cái sự việc nó rất là đơn giản, đó là gì? Ông David Dương tổ chức một cái buổi va ba, đó là gặp gỡ các doanh nhân. Chào Bảo Phèo. Trong đó có Vietnam Airlines, có Hello anh Phạm Thông. Khỏe không anh? Thì những người tham dự buổi họ biết rằng là hai doanh nghiệp này có nhắc tới cộng sản và ngay cả ông Đan Dương cũng đang làm việc với cộng sản Việt Nam và công ty của ông cũng treo lá cờ đỏ sao vàng mượn cà bá trước cộng. Vậy thì những người mà đến tham dự va ba biết điều đó, tại sao họ lại vẫn vào trong buổi tiệc? Họ ngồi, họ ăn, còn họ làm tức tức nữa, họ vui vẻ, họ cười đùa, họ phỏng vấn nữa. Vậy thì khi mà những cái người làm YouTuber ở bên đó, chẳng hạn như là Huy Nghiện, Trần Nhật Phong, rồi là Ngư Lữ, những tay chống cộng cực đoan, thì họ ngồi đó họ ăn, họ cười đùa, họ vui vẻ, họ nói chuyện với nhau trên trời dưới đất. Nhưng họ không nghĩ rằng là cộng đồng của họ lại tức tối, khó chịu đến như vậy. Và đất nước thì vỡ bờ. Cộng đồng ở bên kia thế giới tổ chức biểu tình. Họ thấy những cái hành động đó là không được. Bởi vì chính những kẻ YouTuber miệng thì nói rằng là không làm ăn với cộng sản. Chào Lê Viên Bắc. Quan tới cộng sản không có được. Cho nên cấm tiền không làm ăn với cộng sản. Nhưng cộng sản mà có bảo trợ cho ăn thì họ ăn được. Thì cái cộng đồng ở bên kia thế giới họ chửi mấy tay YouTuber này không có làm ăn gì, ăn thôi không có làm. Quen rồi thì quen rồi. Quang Lâm ơi, cộng sản thấy cộng sản mấy anh nên biểu tình, còn thấy cộng sản qua đất của mấy anh, qua cái thủ phủ chống cộng của mấy anh, cộng sản bảo trợ cho cái hội doanh nhân ở bên chỗ của mấy anh luôn, nhưng mà mấy anh thấy mấy anh không biểu tình, mấy anh vẫn xách cái đít, mấy anh vô mấy anh ăn uống, mấy anh cười đùa, mấy anh vui vẻ, rồi sau đó mấy anh về. Điều này đã xúc phạm tới hình ảnh của mấy tay chống cộng cực đoan. Vậy thì tại sao mấy anh không có thể hiện là mình là một người chống cộng mà mấy anh lại ăn uống vui vẻ cười đùa như vậy? Mấy anh làm ảnh hưởng tới người ta. Như quý vị và các bạn cũng biết, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lột gan lên đầu. Nếu như mà mấy cái tay mà biểu tình cầu nghe có lý anh Bác, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, thích lắm chứ không thể nào mà không thích.
Và khi đã ăn xong rồi thì sẽ lặng lặng và im, chứ đâu có dám nói nào, đúng không ạ? Nhưng mà khổ có một cái là không được mời. Chính vì không được mời cho nên mới tức, mới khó chịu, sinh ra thêm cái việc là phải đi biểu tình. Đúng rồi. Tại sao tụi nó được ăn uống tại hội nghị doanh nhân mà tụi nó là những đứa chống cộng luôn, mà nó lại được ăn, còn tôi cũng chống cộng mà tôi không được ăn. Ừ. Tôi biết mời. Đây sao được? Đây là cái thứ hai nữa là cũng khó. Có cho mấy tay mơ dơ như là Huy Nghiện và Trần Nhậm Phong. Chẳng hạn như là Huy Nghiện nó vào trong cái hội 33 đó nó cũng đã ăn rồi. Mà Trần Nhậm Phong nói rằng là những nơi nào mà thấy cộng sản mà có cái sự xuất hiện của cộng sản là mình phản đối, mình biểu tình đó, thì không lẽ giờ thằng Huy Nghiện nó cũng là YouTuber cũng như mình mà giờ nó vô nó ngồi nó ăn rồi còn mình đứng ngoài, kỳ quá. Mình muốn ăn lắm, muốn ăn không ăn chứ, trời ơi, muốn miếng ăn là miếng tội tàn mất, ăn một miếng là lộn ra lên đầu như tao. Ừ. Mày vô mày ăn tao cùng mày. Ừ. Tội gì tao ăn. Ừ. Sao vậy là sắp vô một ăn luôn đấy. Quý vị và các bạn nhớ giúp chào ăn chật ăn ké ăn xin kính thưa các loại ăn mặt của con người như rất nhục nhã. Đúng rồi. Tôi và Trần Nhậm Phong. Đúng rồi anh bác. Dù biết rằng ăn chùa là ngon nhất đúng không bác? Gọi là ăn chùa là ngon nhất đúng không? Mà có sự thể hiện của mấy cái người mà mình biết đắng ở cái sự xuất hiện của cái chế độ mà mình không muốn nó tồn tại. Nhưng tại sao mình lại vô đó mình ngồi? Tại vì mình đói hả? Đói. Thèm, khát hả? Gì nữa? Sự nhục nhã là ở chỗ đó quý vị. Mặc dù Trần Nhật Phong có nói ở đài là tôi tới đó, tôi tới hội va ba đó chủ yếu chỉ là gì, cho mọi người tìm một cái tiếng nói chung. Quý vị và các bạn nghe hay không, Trần Nhật Phong có nói là tôi tới đó để cho cùng với các vị dân cử tìm một tiếng nói chung. Nói chung ông nội tôi, nói chung cái con khỉ móc, ông nói ông tới ông ăn kiểu ngon thơm, ăn đi ông thơm, tìm một tiếng nói chung. Quý vị và các bạn đã nghe Trần Nhật Phong nói chưa? Quý vị và các bạn nghe nè. Nhưng mà có những kẻ, tôi nêu đích danh luôn, cái sự tâm tộc của phố Vương Sao TV, cái sự gọi là tâm tộc của Minh Giang, hay là cái lối giết bôi bán của tờ báo Người Việt, là những cái lối tấn công chính trị. Quý vị biết rằng tối ngày qua tôi gọi David Dương, anh nói với tôi chính phố Vương Sao TV cầm cái hình nộm của cái cô gái nào đại diện cho Việt Nam Airlines, kéo lại gần cái banner của hội Hoa Ba đó. Anh Dương chỉ nó nồ, phải để lại chỗ cũ. Chỗ nào để cho nó, tức là họ muốn nhồi nhét, họ muốn quảng bá cho Việt Nam Airlines, hay là họ muốn quảng bá cho VinFast cái chuyện của họ. Nhưng mà không có liên quan tới anh em chúng tôi. Nhưng mà không có liên quan tới anh em chúng tôi. Nhưng mà không có liên quan tới anh em chúng tôi. Từ Trương Quốc Huy cho tới tôi hay là những anh em dân cử. Bởi vì chúng tôi tới đó với mục đích một tiếng nói chung. Một tiếng nói chung để tranh đấu cho quyền lợi chúng ta trên chính trường Hoa Kỳ. Dù đó là Trần Nhật Phong biết ở đó là của Việt Nam Airlines, gần như là nhà nước Việt Nam này là sở hữu rồi, nhưng mà vẫn tới ngồi ăn đồ để bây giờ lấp liếm nói rằng vì một tiếng nói chung chứ không gì hết trơn hết trọi. Tôi phải chiến đấu với cộng sản cho người ta chắc là đừng làm ăn với cộng sản, đừng đi Việt Nam Airlines. Chào chú ba. Về Việt Nam, nhưng mà thấy Lai bảo trợ thì vô nó ngồi ăn chung. Trời ơi má ơi. Rồi sau đó đến bây giờ làm YouTube để mà nói chung chế rằng là tụi tôi vô làm như vậy, tôi với chú Quốc Huy, Huy Nghiện là làm như thế là vì tiếng nói chung, tôi không có lỗi gì hết. Thôi. Trời ơi nhục nhã, miếng ăn miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lột gan lên đầu. Ôi ôi Trần Nhật Phong phải nói nó kỳ cục vô cùng vô tận. Mình lớn rồi, phải có suy nghĩ. Và chúng ta thấy rõ ràng trong cái cuộc biểu tình đó, những cái tay YouTuber dơ giấy này lại không dám xuất hiện. Thật sự không dám xuất hiện và không dám giải thích cho tất cả cộng đồng ở đó. Biết rằng là tôi tới đó vì một tiếng nói chung và tôi lên trên YouTube tôi nói, cũng ra trước cộng đồng mà nói. Lên YouTube nói làm gì? Anh ra giữa cộng đồng của thủ phủ chống cộng anh nói coi. Thủ phủ chống cộng nó có giả vô cái mỏ anh không? Trời ơi! Trần Nhật Phong lúc là kẻ hai mặt. Còn trước khi thì không nói nữa, bởi vì là nghiện mà. Nó đã nghiện
mà còn ngại gì nữa, nó chống cộng chủ yếu về kiếm cơm thôi. Trời ơi là trời, rõ ràng miệng thì nói chống cộng nhưng mà thấy cộng sản ở đâu là cũng mò tới, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Đó là bản chất của những người mà bên kia thế giới đó quý vị. Đúng rồi. Do vậy qua cái chương trình ngày hôm nay, Quang Lâm nói thật với quý vị và các bạn, thứ nhất đó là một cái sự nhục nhã. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất một miếng lộn gan lên đầu. Thấy thằng YouTuber dơ này nó ăn mỏng lẽ mình không ăn thì thôi kệ, vô ăn đi. Rồi sau đó nó lấp cho cái cộng đồng chống cộng tin theo. Tại vì cái cộng đồng chống cộng nó ngu lắm. Mình YouTuber nổi tiếng, mình nói gì nó cũng nghe hết trơn cái trời. Đó là cái bản chất của máy tay chống cộng bên kia thế giới. Và cái điều thứ hai, chúng ta thấy được rằng là ở sau khi mà qua bên kia thế giới mấy chục năm trời rồi, mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị đã thoát khỏi kiếp con người mà trở thành kiếp con vật. Không thành con gà thì cũng thành con chó. Nào là gáy nhau, rồi sau đó là sủa nhau. Chứ thật sự không được gì hết trơn hết trời. Vâng, hôm nay làm clip nhỏ nhẹ để quý vị các bạn biết một mặt ở đó. Nhỏ nhẹ của ông. Tất cả quý vị và các bạn đã đón xem Đấu Trường Dân Chủ, Càng Hiệp Thị Bạc và Tùng Vinh Việt Nam. Hello. Hello, xin chào lại mọi người. Trước tiên cũng cảm ơn Quang Lâm đã làm một clip nhỏ nhẹ để bổ sung cho mọi người thấy về những con người bên kia được mệnh danh là những nhà đấu tranh gì đó ha, đấu tranh suốt bao nhiêu năm qua đó, rất là vĩ đại trong mặt kép mọi người. Thì nội dung đoạn clip ngoài đầu mọi người muốn làm chia sẻ mọi người thấy rồi đúng không, tức là những thành phần này nè, những phần gọi là đấu tranh này nè, chào trường nha, luôn tự hào bổ ngực xưng tên là chúng tôi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, chánh nghĩa quốc gia, bla bla bla, tức là các cái ha, được sinh ra là trong cái môi trường giáo dục rất là very good. Very good. Thì cái clip này là tố cáo bản chất của bọn họ đúng không ạ? Nhưng mà tôi quan lưu ý mọi người xem ha. Đây không phải là trường hợp đầu tiên mà bọn họ cắn nhau. Tôi quan xin phép dùng từ họ cắn nhau. Bởi vì tại sao họ tôi quan dùng từ cắn nhau? Thì rõ ràng họ đã bỏ đất quê hương đất nước ra đi để sinh sống trên một quốc gia khác đúng không ạ? Và sống chung với nhau ở một cái nơi thì họ gọi là một cái cộng đồng đó. Mà đã là cộng đồng rồi thì phải có tình thương yêu, bảo bọc lẫn nhau đúng không ạ? Chứ ai đời mà chỉ vì một những cái chuyện gì đó thì mà mang ra là cấu xé lẫn nhau. Đúng không? Thì ở đây trong cái đoạn clip Quang Lâm có nói là cái tay Tần Nhật Phong gì đó chỉ muốn tới đó để góp ý, góp sức để tạo tiếng nói chung. Tiếng nói chung lại tức là giúp mọi người hàn gắn lại đó. Và Quang Lâm đã dẫn chứng ra là cái sự láo xạo của cái tay Trần Nhật Phong này. Thì để tôi qua bổ sung thêm. Như trường hợp như thế này thì nó không phải lần đầu tiên như tôi qua nói đó. Rất là nhiều lần. Chẳng qua có những lần là chúng ta có bằng chứng rõ ràng. Nó cụ thể là gì, là có những người quay clip lại đúng không? Chứ còn thực sự ở ngoài xã hội thì tôi quan nghĩ chắc sẽ nó cấu xé nhau ghê gớm hơn nữa. Bởi vì Quang Lâm dùng từ là tức là những thành phần này nó càng ngày nó càng phục lùi. Nó dùng tiếng hóa ngược. Từ con người mà dần dần mất bà cái chữ người đi, còn cái chữ con không. Còn gì chữ con không. Rồi, để thời quan chứng minh cho mọi người thấy, tức là cái chuyện này không phải là chuyện lần đầu tiên, đúng không? Chứ giờ cách đây vài năm đã xảy ra một trường hợp. Mọi người nhớ tới thời điểm mà tranh cử Tổng thống Mỹ không? Cái lúc mà ông Biden với ông Trump á, lúc trước đó, đó, thời điểm đó thời quan cũng từng làm những cái live, thời quan nó cũng nói quan điểm của cá nhân của mình rất là rõ ràng. Bây giờ ông Biden hay ông Trump lên gì nó cũng vẫn là vậy, nó cũng chẳng thay đổi được cái số phận của cái bọn cờ vàng bên đó đó,
Mọi người đồng ý với tôi quan điểm này mà, đúng không? Bây giờ dù ông nào lên làm tổng thống Mỹ ra chăng nữa thì họ chỉ lo cho lợi ích của chính nước Mỹ, nếu mà chúng ta chưa muốn nói tới cho giới tinh hoa Mỹ đó, đúng không? Chứ người ta đâu có dư hơi dư sức đâu mà đi lo cho cái đám cờ vàng ăn tàn phá hoại, rõ ràng chưa? Thì vậy câu hỏi đặt ra, vậy tại sao cái đám cờ vàng vì những cái trái quan điểm về gọi là bầu tổng thống đó mà lại nỡ lòng nào quay qua cắn nhau, đúng không? Quay qua cắn nhau mà trong khi họ luôn luôn núp dưới chiêu bài gọi là đấu tranh cho dân tôi. Thì tôi qua xin hỏi mọi người á, những người mà có tâm tướng như vậy á, thì liệu họ gắn hai cái mắt đấu tranh trên người nó có giá trị không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Bởi vì sao? Ngay cả cộng đồng của họ có nhúm mà giỏi lắm, tôi quan cho là khoảng chừng cả 2 triệu người đi, không? Mà suốt bao nhiêu năm qua, nửa thế kỷ rồi, họ làm được gì cho cái cộng đồng đó? Họ đấu tranh gì cho được chính cái cộng đồng đó? Anh chào Nguyễn Dung. Mà cái cộng đồng đó ngày nó càng tan nát, và bản chất con người trong những cộng đồng đó luôn giác cái cờ vàng á, luôn giác cái cờ vàng là làm huỳnh phong cho mình đó. Đi rao giảng đạo đức, người thấy tức cười không? Cái chuyện mà quá khứ của cha ông họ thì thưa quan chưa đề cập tới, thưa quan chỉ đề cập tới vấn đề là cái thời điểm họ cùng nhau coi như là bỏ quê hương đất nước á, chê quê hương đất nước nghèo khổ gì đó, để đi qua những xứ sở mà họ cho rằng là tự do, giàu sang phú quý gì đó để họ kiếm sống, đúng không? Vậy họ đã làm được gì cho cái cộng đồng đó chưa? Chưa, đúng không ạ? Đó, mà quay lại cái chuyện đó thì cho nên là thưa quan nói là quan điểm của thưa quan bây giờ ông Trump hay ông Biden hay bất cứ một ông nào bà nào cũng vậy, khi họ lên họ làm nguyên thủ quốc gia là tổng thống Mỹ đi chăng nữa thì cái số phận của họ nó chẳng có thay đổi được. Phận ăn bám thì nó vẫn là kẻ ăn bám, dù bây giờ ông nào lên tổng thống nó cũng vậy, nó không thay đổi được. Thưa quan nói thật, thưa quan nói ví dụ đi nha, ví dụ một ngày đẹp trời nào đó, cái từ đẹp trời thưa quan xin dùng trong hoặc kép, là có một người gốc Việt lên làm tổng thống Mỹ đi chẳng được, nó cũng vẫn là vậy, nó cũng chỉ là phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ và những cái tinh hoa của nước Mỹ thôi, chứ còn cái đám cờ vàng nó chẳng có một chút giá trị với nước Mỹ. Thì đây, thì để bổ sung lại cái thời điểm tranh cử đó. Đó, chỉ vì như vậy thôi thì họ lại quay qua cắn nhau như thế nào. Cho nên Quang Lâm á, dùng cái từ họ là chó gà, thực sự thưa Quang thấy cũng không có gì là quá đáng đâu, và nó cũng không có sai đâu, đúng bản chất của những bọn này thôi chứ không có sai gì đó. Chào cô Mỹ Ban. Đó, mọi người thấy không? Bộ mặt bao que đó mọi người. Bộ mặt cờ vàng đó mọi người. Bộ mặt của chính nghĩa quốc gia đó mọi người. Bản chất của Việt Nam Cộng Hòa đó mọi người. Đó. Cái bộ này từ cái thời mà tranh cử tổng thống giữa ông Trump và ông Biden đó, Việt Nam cách đây mấy năm ta, 2 năm hả?
hai năm hay ba năm việc ra thời điểm đi bỏ phiếu á. Đúng rồi, cô yêu ơi. Tụi nó làm gì có cái từ nhục nữa anh Trường Giang. Tụi nó làm gì biết nhục nữa. Đó mọi người, thưa quan chia sẻ cho mọi người cái đoạn clip đó. Tại sao thưa quan chia sẻ? Thì thưa quan muốn dẫn chứng. Dẫn chứng cho cái điều Quang Lâm nói trong đoạn clip nãy đó. Bởi vì Quang Lâm phản phản bác lại cái luận điệu của thằng Trần Nhật Phong, là nó cho rằng là nó tới cái hội nghị Vapa gì đó để nó đứng ra làm giống như là cầu nối để tạo tiếng nói chung cho cái cộng đồng bao que xỏ lá. Thì như mọi người thấy rồi ha, như mọi người thấy rồi cái đoạn clip vừa rồi ấy, nó đã xảy ra cách đây vài năm rồi đúng không? Có nghĩa rằng là từ thời điểm đó là trong cái mình chỉ căn cứ theo 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 cái đoạn clip, tức là có những chứng cứ rõ ràng thì mình nói thôi đúng không mọi người, chứ còn cái chuyện nó như thế nào nữa, nó ở ngoài xã hội như thế nào nữa thì chúng ta mặc dù có nghe có biết nhưng mà chưa có bằng chứng rõ ràng thì mình không nói đúng không? Tức là cơ quan căn cứ vào cái đoạn clip đó, có nghĩa rằng là thời điểm đó là cách đây vài năm thì giữa cộng đồng của họ đã xảy ra cái mâu thuẫn, nó không thể hàn gắn được là vấn đề gì, là vấn đề là trái quan điểm và tranh cử tổng thống đó, chỉ vì vậy thôi mà họ sẵn sàng quay qua mã lị hăm dọa đe dọa lẫn nhau. Thậm chí tôi quan tin rằng á, tôi quan tin rằng nếu mà luật pháp nước Mỹ á mà nó có vấn đề gì nó chưa ổn thì chắc chắn đó là bọn họ sẽ giết nhau. Tôi tin là như vậy. Chẳng qua là bọn họ đâu đó còn sợ tới vấn đề hai chữ pháp luật, cho nên bọn họ không dám động thủ thôi. Chứ còn cái thái độ, cái hành vi đó mọi người xem mọi người thấy rồi, đúng không ạ? Giống như là chúng ta hay nói cái câu vui vui á, tao giết mày mà tao không ở tù tao không giết, đại khái vậy đó. Thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Thì đó, tức là ngay thời điểm đó cách đó vài năm, mà cái thời điểm này mọi người nhớ nha, cái thời điểm này là thằng Trần Nhật Phong với thằng Trương Quốc Huy á là hai thằng là phe ông Trump, tụi nó rất cuồng Trump và thậm đó tụi nó quyên góp tiền của bà con ở hải ngoại á để nó làm những cái chuyến gọi là gì, theo cái thuật ngữ tiếng Anh của nó là cái gì relay gì đó, tức là dắt cái đoàn gì đó đi tuần hành ở vài bang của nước Mỹ, giống như là để phe cánh, giống như là kêu gào để ủng hộ cho ông Trump á, đúng không? Đó là thời điểm đó đó, cho nên nó không thể nào mà nó không biết câu chuyện mà cái đoạn clip vừa xảy ra, tức là giữa hai bên hụt hẫng với nhau vì giữa Trump và Biden mà quay qua cắn nghe cắn cắn lẫn nhau, đúng không? Vậy tại sao từ đó giờ khoảng thời gian cũng 2 3 năm rồi, tại sao nó không làm cái công tác gọi là đi 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 hàn gắn tạo cho những người đó có tiếng nói chung đi, thấy không? Tại sao nó không làm trong khi nó là người truyền thông, nó có ảnh hưởng mà đến bây giờ để khi mọi người người ta bắt đầu vạch ra phốt nó ra ba cái vụ mà nó vào ở trong cái hội nghị Vapa thì nó lại chống chế, nó cho rằng là nó làm cái nghĩa cử rất là cao đẹp là vào đó để chủ yếu là muốn hàn gắn mọi người với nhau để mọi người có tiếng nói chung. Và Quang Lâm phản biện rất là đúng, theo thưa Quang thấy Quang Lâm phản biện rất là đúng. Chẳng qua là nhân tiện như vậy thì thưa Quang muốn bổ sung thêm một chút xíu trong vấn đề đó cho nó thêm thêm một cái dữ liệu nữa thôi để cho mọi người thấy rõ ràng đó. Câu hỏi chúng ta đặt ra liền, tức là cái chuyện đã xảy ra cách đây vài năm rồi. Anh là người trong cộng đồng, anh là người làm truyền thông, anh là người có ảnh hưởng trên không
không gian mạng, và thậm chí anh cũng chính là người đứng ra gom tiền quyên góp để lấy tiền của kiều bào hải ngoại tổ chức những buổi rally. Còn những chuyện sau đó nữa nha Việt Nam, không biết Việt Nam có nhớ không, đó là gì? À, cái thời điểm mà ông Trump mà thất cử đó, thất cử rồi nó dính tới gọi là kiện tụng đó, cái bọn này là thằng Trương Quốc Huy với thằng Trần Nhật Phong nè, nó còn đứng ra nó quyên góp tiền để nó gây quỹ, giống như nó ủng hộ vô cái quỹ cho ông Trump để ông Trump đi thưa kiện gì đó đó. Cơ quan không nhớ chính xác là kiện cái vụ gì, nhưng mà chắc chắn là có. Thì không biết Việt Rai và những người bên đó có nhớ, hay là mọi người trong diễn đàn có nhớ không, có nhớ tới cái vụ đó không? Đúng chưa? Có nghĩa rằng là Trần Phong nó biết rất là rõ cái câu chuyện mà xung đột giữa cộng đồng và cái vấn đề đó. Vậy tại sao nó không hàn gắn ngay thời điểm đó đi, mà để kéo dài tới ngày hôm nay, cái chuyện nó càng ngày nó càng bùng phát rộng lớn hơn. Và đến khi người ta phốt nó ra rồi thì nó lại chống chế, nó bao biện cho cái hành vi của nó. Qua đó thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng đó là gì. Một câu chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy thêm, rõ thêm là bản chất của cái bọn này. Bản chất của bọn này. Đúng rồi. Thì tính ai? Giống như hôm qua sáng này, thời quan vô tình lướt Facebook á, thì thấy cái trang của Trần Nhật Phong Channel. Trần Phong Channel thì nó đăng một cái tin. Nó đăng cái tin mà nó mang cái trạng dòng trạng thái mà theo kiểu nó hả hê đó mọi người. Nó hả hê, nó hí hửng lắm. Đó là gì? À, tức là ở bên Mỹ vừa mới có cuộc họp báo gì đó của rất nhiều cơ quan và báo chí ở trên các nước, nó đề cập là có báo chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng nó nhấn mạnh nhưng không có đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. À, thì cơ quan hiểu rồi, tức là nó có vẻ nó hí hửng và nó muốn gọi là đánh cáo khái niệm để nó dẫn dắt cái mũi cái đám màu vàng á. Đó là gì? À, đó, giống như đại khái là Cộng sản Việt Nam thất bại vân vân, nên nó không được có mặt trong buổi họp đây vân vân, đại khái vậy đó. Thì cái chiêu Trần Nhật Phong là cái chiêu này. Thì Thơ Quang có vào, Thơ Quang lẽ là một cái comment, để là một cái comment. Thơ Quang nói, ủa anh Phong ơi, theo như anh Phong chia sẻ đó, anh Phong là người chống Cộng sản triệt để đúng không, kể cả Trung Quốc đúng không, rất là triệt để. Và cái đám bao que cờ vàng bên đó cũng vậy, cũng ra rã suốt 40 mấy năm nay, gần 50 năm nay. Đó là gì? Kích động người dân chống Trung Quốc, bài Trung Quốc, bla bla bla, đúng không? Vậy tại sao cái cuộc họp đó, cái lũ bao que cờ vàng các anh đó, không kéo ra để biểu tình chống Trung Quốc trong cái cuộc họp đó đi? Đúng không? Bởi vì các anh nói là chống 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 quân Trung Quốc triệt để, chống cộng sản triệt để mà. Mà trong khi bây giờ các anh đưa cái nội dung đó lên để các anh hí hửng. Ủa? Rồi Thưa Quang mới hỏi, ủa? Như vậy thì nếu mà các anh cứ ra rã như vậy xúi dân trong nước thì làm sao người dân trong nước họ tin các anh để theo các anh được? Rõ ràng chưa? Còn trong khi các anh cứ xúi dân là thế này, thế lọ, thế chai, mà cái chuyện xảy ra ngay chỗ nơi các anh ở đó, ngay thủ phủ các anh ở, và các anh luôn tự hào là các anh là gì, là sống được trên một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền, muốn chửi ai thì chửi, muốn nói gì thì nói. Mà Trung Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện đó, các anh biết đó, các anh thấy đó, các anh không làm gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Ở trong khi các anh đi suối người dân trong nước. Vậy là sao? Thì không thấy nó trả lời. Không thấy là ngày Cộng phong nó trả lời. Mọi người thấy tức cười không? Rồi thêm nữa, cũng vui lắm, cũng lướt lướt làm sao đó, giống như là thằng Facebook nó bắt được xu hướng hay sao á, nó cứ gợi ý những cái trang, những cái bài để cho mình thấy, thì nó lại gợi ý qua cái trang của thằng Solar TV. À, thì Solar TV á, nó mới đưa một cái clip bình luận và nó cũng mang dòng trạng thái là hí hửng, hả hê gì đó. À, đó là gì? Đó là tại Mỹ á, đã tại Mỹ là người Đài Loan với người Trung Quốc giống như là bem nhau rồi, đây khá là biểu tình lẫn nhau á ở Mỹ, không biết là vì nguyên nhân, vì cái câu chuyện gì, nhưng mà tức là hai bên, một bên là người dân đại diện cho phía Đài Loan, một bên là đại diện cho phía Trung Quốc, hai bên có sự hoạt giống như cái đám bào vàng nãy vậy á,
mang lên dòng trạng thái hí hửng lắm. Thì mọi người cũng biết đúng không ạ? Cái đám bầu vàng á thì nó ủng hộ Đài Loan ngày xưa giờ nè. Từ thời mà ông Nguyễn Văn Thiệu đi đi đám tang ông Tử với Thạch ha. Rồi đi luôn tới giờ chưa không quay về luôn. Thì cái gì đó nó ủng hộ Đài Loan. Còn Đài Loan với Trung Quốc là một hay không thì chúng ta chưa bàn tới nha. Chúng ta chưa bàn tới cái câu chuyện đó. Chúng ta chỉ nói là vấn đề từ câu chuyện đang xảy ra là giữa Đài Loan và Trung Quốc. Thì nó đưa nó rất là hí hửng. Nó hả hê lắm. Là người Đài Loan với người Trung Quốc bên nhau bla 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 bla. Thì thư quan vào, thư quan mới comment. Thư quan hỏi Osole. Vậy ở bên Mỹ đó, cái lũ cờ vàng á, nó có kéo nhau xuống, nó hỗ trợ, nó ủng hộ người Đài Loan. Bởi vì, đúng không? Các anh ở tự do mà, thư quan giống như trên nói bên Trần Nhật Phong, các anh tự do mà. Và các anh ủng hộ Đài Loan mà. Rồi vậy, các quan điểm của anh luôn luôn là ủng hộ Đài Loan. Vậy á, khi Đài Loan họ, người Đài Loan họ có chạy ra vấn đề với người Trung Quốc vậy đó. Thì thế cái lũ cờ vàng của các anh có kéo nhau xuống để hỗ trợ người Đài Loan không? Rõ ràng chưa? Bởi vì sao thưa quan đặt câu hỏi như vậy? Đặt câu hỏi như vậy cho chúng ta thấy ở đây là gì? Là cái thành phần mà bò vàng bao que sổ lá này là đúng không? Nó cũng ra đã bao nhiêu năm qua đó là đấu tranh giật dây kích động và bảo vệ bla bla. Thì thưa quan xin hỏi chứ mọi người ha. Thì ngay cái chuyện đó nó ủng hộ Đài Loan như vậy mà nó còn không dám hỗ trợ nữa. Vậy xin hỏi nếu những người dân Việt Nam ở trong nước mà nghe theo lời bọn nó làm bậy á, nghe theo lời bọn nó làm bậy á, rồi tụi nó hỗ trợ bằng kiểu gì, và tụi nó có hỗ trợ ra, nó gọi là có ra tay tương trợ hay không, hay chỉ là bằng mồm? Bằng chứng quá rõ ràng rồi đúng không? Bao nhiêu thành phần dân chủ cụi đó vi phạm pháp luật Việt Nam, nghe lời tụi nó chống phá đất nước và đã đến khi bị pháp luật rờ gãy xử lý đó, thì chỉ biết kêu bằng mồm ở trên không gian mạng thôi. Chứ nó có động thái nào gọi là thiết thực. Đúng không? Thì đó, để rõ ràng trong cho chúng ta thấy câu chuyện đó. Và rõ ràng bên đó nó cũng chẳng trả lời. Nó cũng chẳng có nào hồi đáp. Không ai hồi đáp. Nhiều cái rất là vui, thực ra lâu lâu là gặp những cái trang như vậy để một hai comment cũng vui lắm. Vui để cái vui đầu tiên là gì? Thấy được cái bộ mặt thật của những thành phần gọi là lên không gian mạng để dắt mũi. Dắt mũi người dân ha. Và kể cả cái đám bò vàng nữa. Tại sao thưa quan nói bò vàng? Bò vàng bởi vì những thành phần đó nó không biết gì hết, nó không biết cái gì đúng cái gì sai hết, và nó chẳng biết lý lẽ gì, nó chỉ biết là đi theo chủ của nó. Và những thành phần đó rất là vui, gặp cái thành phần đó rất là vui. Đúng, mời cô Mi Văn. Thì cho nên là hôm nay cái clip thưa quan nói, thưa quan làm đột xuất cái live hôm nay ngắn thôi, là đưa cái clip của Quang Lâm vào đó để chúng ta có những công trình riêng, và đâu đó thật qua cũng muốn là cũng bổ sung một hai cái quan điểm của cá nhân mình trong cái câu chuyện của cái clip Quang Lâm này. Cho nên với chủ đề của thực quan đó là gì, bao năm xỏ lá như thế này phải không quen, có nghĩa rằng gì, bao nhiêu năm qua bọn nó cứ ra rã thế này, đấu tranh thế kia, thương dân tôi, chính nghĩa quốc gia bla bla. Và thực chất bọn nó là gì? Nó cũng chỉ là mắt viên sổ lá thôi. Sổ lá có hệ thống, sổ lá có gen di truyền từ thời cha ông nó để lại tới giờ rồi. Rồi. Vậy ha mọi người ha, chúng ta giao lưu nhau ngắn gọn tí vậy thôi. Để mỗi người có thêm một cái một góc nhìn cho riêng mình. Thì như thưa quan nói, thưa quan mở live, mở diễn đàn, thì mặc dù thưa quan mở vậy đó, nhưng mà còn riêng quan điểm của mọi người như thế nào thì thưa quan tôn trọng hết nha.
quan điểm của mọi người như thế nào thì Thu Quang tôn trọng hết. Đúng, sai hay là như thế nào đó thì Thu Quang tin rằng tự bản thân mọi người sẽ đưa ra cái góc nhìn và cái suy luận cho riêng mình. Như cái nhân thực quan thì Thu Quang nói rồi, Thu Quang cũng chẳng là gì, chẳng là ai, và cũng không đủ trình độ hay kiến thức gì đó để gọi là định hướng một ai đó. Chẳng qua chúng ta là những người dân, đúng không ạ? Chúng ta là những người dân thì tự tạo cho mình một cái sân chơi riêng, sân chơi riêng để tự trao đổi học hỏi lẫn nhau thôi, và sau đó chúng ta đối chiếu với những cái nguồn tin chính thống. Còn hình ảnh trên cái này thì mọi người thấy rõ rồi đúng không? Tại sao Thư Quang để hình ảnh này? Thư Quang muốn lưu ý với trẻ đó, ví dụ như họ thấy những cái chuyện như thế này thì họ hiểu đất nước Việt Nam chúng ta có được như ngày hôm nay thì nó cũng phải trả giá rất là nhiều, rất là nhiều, đúng không ạ? Và rõ ràng người dân á luôn luôn là những người chịu cảnh lầm than, chỉ có quân đội nhân dân Việt Nam thôi họ mới đứng ra họ bảo vệ được cho người dân lấy lại cái nền độc lập hòa bình như ngày hôm nay và xây dựng đất nước nó được như ngày hôm nay. Cho nên những giới trẻ đó khi mà họ tỉnh táo thì nên tỉnh táo cái đầu óc lại. Đang bình yên, đang sung sướng đó, đừng nghe lời bọn xấu rồi đưa đất nước vào một cái câu chuyện nó không tốt. Dẫn chứng trên thế giới chúng ta thấy rất là rõ rồi. Giống như bữa thời quan có xem một đoạn clip, đó là họ quay cái cảnh của cô bé chắc chừng là 5-6 tuổi gì Libby. Thì phóng viên mới hỏi là cô bé ăn gì chưa, thì cô bé chưa ăn. Hỏi ba cô bé đâu, thì ba cô bé nói là ba cô bé chết rồi. Hỏi chết ở đâu, thì cô bé nói là chết ở chiến trường chiến tranh á, tức là thời điểm Libby á. Và rõ ràng là khi họ hỏi thêm một cái điều gì nữa, xin lỗi, thứ họ họ hỏi thêm một điều nữa là cô bé ăn gì chưa, thì giống như là cô bé có động thái là khóc và quay mặt đi, có nghĩa rằng là không còn gì nữa, đúng không? Đó, và theo thứ quan hiểu tức là người dân Libya bây giờ đó họ rất là hối hận, họ rất là hối hận về cái chuyện năm xưa họ bị những thế lực ngoại bang bên ngoài xúi dục kích động á để đứng lên lật đổ ông Gaddafi. Mà đến bây giờ đất nước Libya tan hoang và người dân là nằm trong cảnh lầm than không ngóc lên nổi đó. Thì mọi người cũng nhớ rồi, ông Mỹ trước khi ông can thiệp vào một quốc gia nào đó luôn luôn là có chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền và tự cho mình cái quyền là đi ban phát dân chủ nhân quyền để giúp cho người dân ở cái đất nước đó thoát khỏi chế độ độc tài bla 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 đó. Thì kích động mà thì người dân thiếu tỉnh táo là tiêu. Thì rõ ràng mọi người nhớ rồi, cái câu chuyện Libya là hồi đó cũng họ cũng gán ghép cho Libya là một tổng thống độc tài, đúng không? Độc tài gì mà người dân thời điểm Libya thời điểm đó dưới thời của ông Gaddafi á là đi học miễn phí, an sinh xã hội very good luôn. Tới bây giờ thì sao? Phải không? Ngược lại ông Saddam Hussein cũng vậy, Iraq cũng vậy. Thì bây giờ nhìn xem quốc gia Iraq bây giờ như thế nào. Ngày xưa mọi người nhớ nha, thực ra là cái lịch nó không xa lắm đâu. Nếu thực quan nhớ không sai á, là hồi đó là Iran, Iraq á, là cũng em nhau suốt à. Mà không ông nào ngại ông nào hết á. Chào chú Cầm, đúng không? Mà bây giờ Iraq như thế nào? Iraq như thế nào? Thậm chí bây giờ nó vài quốc gia ở Đông Âu cũng vậy. Theo tôi qua tìm hiểu chứ thì người dân họ rất hối hận khi mà họ nghe lời thế lực ngoại bang để họ phá bỏ cái chế độ hiện tại để đi theo gọi là cái hướng của tư bản, đúng không? Syria rồi thôi thôi
mọi người đã chắc đối chiếu thấy hết rồi. Thì đó thì là bức ảnh thì Quang muốn cảnh báo ha. Còn gần đây nhất thì số phận của ông Ukraine thì rồi rồi sẽ có kết quả thôi, nhanh lắm, tới nhanh lắm. Thì qua những câu chuyện như vậy thì chúng ta chỉ muốn lưu ý nhắc nhở được bao nhiêu hay biết nhiêu sức người dân chỉ nhiêu đó thôi, đúng không mọi người? Thì chúng ta đâu có thể làm cái chuyện lớn lao gì hơn được nhiêu hay biết nhiêu. Chúng tôi chỉ biết như thế thôi, biết gì hơn bây giờ. Vậy ha mọi người ha. Ok, thời gian làm ngắn gọn thôi. Thực ra là hôm nay cũng không muốn làm, đến đại ngày mai, mai thứ bảy á, mai thứ bảy. À, nhân tiện hôm nay thì trước khi xuống live thì thời gian cũng xin chia sẻ với mọi người thêm một cái ngắn thôi. Đó là gì? Thì hôm nay là ngày 7 tháng 4. 7 tháng 4 là ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thì về ông thì tôi quan tin rằng chắc mọi người sẽ có nhiều cái ánh nhìn lắm, rất là nhiều ánh nhìn. Thì ánh nhìn của mọi người như thế nào thì tôi quan không biết, đúng không ạ? Tôi quan không biết. Nhưng mà cá nhân tôi quan á, cái nhìn tôi quan á thì tôi quan xin nói thật. Cái lúc mình còn trẻ, tại vì cái thời thiếu niên á, thiếu niên thiếu nhi thì thưa Quang ở cái thời quạt bắt Lê Duẩn mà thưa Quang hiểu cuộc sống thời điểm đó, và rõ ràng ở thời thanh niên thì đâu đó thì với cái nhìn nó chưa chín chắn của mình á thì mình có những cái nhìn nó không tốt lắm, thưa Quang nói thật. Nhưng mà tới giờ phút này á thì trải qua bao nhiêu năm, và khi bắt đầu mình va chạm, mình nhìn lại mọi vấn đề thì mình phải thừa nhận, thưa Quang phải thừa nhận là công nhận bác Lê Duẩn có một cái tầm nhìn và có những cái sách lược phải nói là cực kỳ hay. Bởi vì nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái so với cái bối cảnh lịch sử đó mọi người, vào những cái giai đoạn đó thì cái câu chuyện này câu chuyện kia thì buộc nó phải xảy ra. Và tại sao nó phải xảy ra như vậy á, thì để họ hướng tới cái đích lớn hơn, đó là gì? Là giúp cho đất nước quốc gia chúng ta được ổn định và phát triển như ngày hôm nay. Bởi vì nếu những cái thời điểm đó mà không có những cái việc như vậy á, thì chúng ta sẽ chưa biết điều gì nó sẽ xảy ra. Ha. Thì đó theo quan chỉ góc nhìn của mình chỉ nó hạn chế như vậy thôi, còn mọi người nhìn nhận như thế nào nữa thì đó là cái góc nhìn của mọi người. Theo quan nó xin nhắc lại, hôm nay là ngày sinh của bác Lê Duẩn, thì theo quan cũng xin phép chia sẻ với mọi người một bài viết trên trang của Đạt Tuấn. Đây là ngày hôm qua Đạt Tuấn đã chia sẻ bài viết của một tác giả là Trung Hoàng. Ơn chào chú Peter. Thực ra là họ Trung Hoàng này họ trích lại cái bài văn của cái tên tiếng Anh nha, Stentonesson gì đó, thì tôi quan biết là tôi quan phát âm đúng hay không, nhưng mà cái bài viết này á, thì tôi quan đọc tôi quan thấy rất là đúng. Nếu mà những ai từng trải qua những cái cuộc sống ở giai đoạn đó thì mọi người nhìn lại chúng ta thấy rất là đúng và rất là hay. Cho nên tôi quan xin phép sẽ đọc cái bài viết này cũng như là một cái phần tư liệu để tôi quan muốn chuyển tải đến mọi người, để cho mọi người có thêm một cái góc nhìn nữa về bác cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nha. Ông là kiến trúc sư hàng đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt 20 năm, và cũng chính ông là người đã vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam với đề cương cách mạng miền Nam. Từ bản đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam nổ ra, dọn đường cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam tấn công và giải phóng hoàn toàn miền Nam vào năm 1975, kết thúc cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại.
Hòa bình tưởng chừng đã được lập lại ở Việt Nam sau năm 1975, nhưng không. Chúng ta phải đối diện với một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà bản chất của nó đã được nhận định ngay từ lúc đầu khi ông Ba Quốc, tức là Đặng Trần Đức á, báo cáo công tác tình báo cho Tổng Bí thư Lê Duẩn năm 1977. Thưa anh Ba, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới, có thể sẽ phải chiến đấu ở cả hai đầu mặt trận. Năm 1978, những nhận định của công tác tình báo lập tức được trình ra trước Trung ương để nhận định về kẻ thù phải đối mặt. Bộ Chính trị và Trung ương lúc đó đã nhận định rõ kẻ thù và kẻ nguy hiểm nhất thời điểm đó đến từ phía Bắc và bè lũ sen đồng quốc tế do Mỹ và Singapore cầm đầu. Còn Pol Pot chỉ là mục tiêu thứ yếu, chỉ là tay sai trong một máy chiến tranh mà Trung Quốc, Mỹ dựng nên. Một lần nữa, dưới sự chỉ huy của dũng tướng Lê Trọng Tấn, đội quân bách chiến bách thắng lại thân chinh ra trận để cứu không chỉ chúng ta mà còn cứu cả Đông Nam Á thoát khỏi viễn cảnh như Trung Đông hiện nay. Lịch sử cần có những người hy sinh sự nghiệp, danh dự của mình vì cái chung, vì đại cục. Sự vĩ đại của người lãnh tụ cách mạng là nằm ở tố chất đó, và Lê Duẩn là một trong số đó. Ông hy sinh cả đời mình, chịu nhiều thiệt thòi, kể cả lúc sống và sau khi ông mất. Không nhận bất cứ công lao gì về mình, mặc dù ông là người có vai trò cực kỳ quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc kháng chiến thống nhất Giang Sơn và bảo vệ Tổ quốc sau này. Ông làm những gì có thể nhất vì đất nước này, vì dân tộc này, vì thế hệ này và vì chế độ này. Giống như lời nhận định của Pierre Asselin, với Lê Duẩn, cái gì nhịn được thì nhịn, nhưng ông ấy tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ những điều gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Và trong một nhận xét khác có tính khẳng định hơn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Javier Pérez de Silva khẳng định, ngài Tổng Bí thư Lê Duẩn đã giữ một vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử của Việt Nam cũng như lịch sử thế giới trong thế kỷ 20. Để nhắc tới cuộc vệ quốc vĩ đại đã qua của dân tộc, không thể không nhắc đến ông Lê Duẩn. Thế kỷ này, thế kỷ sau và hàng trăm năm sau, cái tên của ông vẫn sẽ đi vào lịch sử như một Bismarck của Đông Nam Á. Tầm vóc và sự vĩ đại của ông cho đến tận ngày nay thế giới vẫn chưa thể đánh giá hết, ngay cả bởi chính chúng ta. Sự trung thành đối với chủ nghĩa dân tộc của Lê Duẩn là điều khiến cho Việt Nam là nước tiên phong trên toàn thế giới đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Đó là bài viết của tác giả Stan Tonesson và được Trung Hoàng trích dẫn lại. Và trước khi kết thúc bài viết, Trung Hoàng có bổ sung thêm bài viết nhân ngày sinh của ông cụ, xin tưởng nhớ đến ông, vị lãnh tụ với bàn tay sắt, ý chí kiên định trong sự nghiệp thống nhất và bảo vệ bờ cõi. Sau cụ Hồ thì cụ Duẩn là người có lẽ xứng đáng được gắn thêm hai chữ vĩ đại ở phía sau, vì ông ấy có cái tầm của một nhà tư tưởng, một lãnh tụ tiếp nối. Lưu ý là lãnh tụ chứ không phải lãnh đạo. Đó là cái ý của tác giả Trung Hoàng, là tác giả đưa thêm cái quan điểm của mình vào trong cái bài viết khi đề cập tới bác Lê Duẩn, đúng không ạ, cụ Lê Duẩn. Thì đó, trong cái bài viết đó thì thực quan thấy rất là hay ở cái đoạn á, tức là ông là người chịu điều rất nhiều thiệt thòi kể cả trong lúc ông còn sống và sau lúc ông mất đi. Và đâu đó nhìn lại thì thực quan thấy đúng là sao như thực quan nói chia sẻ với mọi người lúc đầu đó, rõ ràng đúng không,
với cá nhân là Thư Quang thời điểm đó là một công dân mà đúng không, mà Thư Quang có cái nhìn nó chưa đúng, có những suy nghĩ chưa đúng về ông, thì rõ ràng đâu đó cũng là một thiệt thòi cho ông rồi, rõ ràng chưa. Mình nhìn mình tức là thời điểm đó là mình còn non trẻ đó, hoặc là cái đầu óc mình bị gọi là nó tiêm nhiễm nhiều nhiều cái câu chuyện ở ngoài xã hội nó không hay, hoặc là từ những cái phương tiện truyền thông hay là từ những lời truyền miệng vân vân, mình chưa có nhìn nhận đúng đắn thì mình có ánh nhìn không tốt, không tốt. Bởi vì thời điểm đó thì mọi người biết rồi, thời điểm đó nó là cái bao cấp mà bao cấp, cho nên là có những cái nó rất là khắc khổ, cuộc sống của người dân rất là khắc khổ. Thì cái chuyện mà người dân có những cái ánh nhìn nó không tốt hay là họ oán trách gì đó thì cái điều đó tôi quan nghĩ là cũng không thể tránh khỏi, đúng không ạ? Không thể tránh khỏi về cái điều đó. Nhưng mà rõ ràng khi mà bây giờ chúng ta trải qua rồi và chúng ta bắt đầu nhìn lại thì chúng ta thấy rõ ràng là những câu chuyện như vậy, cụ thể là những câu chuyện giống như là tại sao phải bao cấp, tại sao phải gọi là chắc bóp tiết kiệm tối đa trong bối cảnh lịch sử thời điểm đó, thì chúng ta sẽ hiểu là phải xảy ra cái giai đoạn đó. Bởi vì mọi người biết rồi, sau khi đất nước mà chúng ta hoàn toàn giải phóng á, thì rõ ràng nó xét về kinh tế thì gần như là kiệt quệ, đúng không? Và đất nước còn nó ngổn ngang rất là nhiều, bởi vì rõ ràng chính Mỹ họ đã biến quốc gia chúng ta thành một bãi chiến trường. Mà đến giờ phút này mà đã vực dậy được và đã tự đứng trên đôi chân của mình, thì cái điều đó thì nếu mà dịch lại chúng ta sẽ thấy cái gì nó không phải có nguyên do của nó, cái gì nó không phải có nguyên do. Cho nên chúng ta dưới góc độ người dân nhiều khi chúng ta chỉ nhìn đơn giản vậy thôi, chứ còn thực sự mà ngồi trên cái vai trò quản lý nó khó lắm mọi người, rất là khó. Đơn giản thôi đúng không, chỉ trong gia đình quản lý mấy người con thôi là đã đau đầu rồi, cha mẹ cũng phải đau đầu rồi, chạy lô chạy đáo khắp nơi rồi, chứ huống chi đây là cả một quốc gia mà 90 mấy cả 100 triệu dân rồi, đâu hề đơn giản đâu. Rồi chưa kẻ thù trong giặc ngoài, nó trời ơi nó đủ trò đủ kiểu nữa. Mà giữ được quốc gia đất nước nó ổn định á, thì mọi người phải thừa nhận với thưa ông điều là nếu lãnh đạo không có tâm và không có tầm thì chắc chắn quốc gia chúng ta không được như vậy. Không đi gì quốc gia chúng ta, bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi, đúng không? Đó là thì đó, thì nhân đây hôm nay là câu chuyện, hai câu chuyện. Thì trước khi kết thúc live thì tôi quay xin nhắc lại nữa, thì hôm nay là ngày sinh của cụ Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì tôi quay xin đưa vào những câu chuyện như vậy để nhắc nhớ mọi người, để mọi người có thể tìm hiểu thêm về vai trò lịch sử cũng như là những cái giai đoạn lịch sử của đất nước, tại sao nó phải xảy ra cái điều này, tại sao phải xảy ra điều kia, để chúng ta quán nhìn nó chia sẻ và nó cảm thông hơn, đúng không? Chia sẻ và cảm thông hơn. Chứ còn không thì nếu mà chúng ta không tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ rất dễ nhìn sai, rất dễ nhìn sai về các cái vấn đề. Và một khi đã nhìn sai thì chắc chắn cái hành động tiếp theo là chúng ta sẽ hành động sai luôn. Mà đã hành động sai rồi thì mà để mà sửa chữa rất là khó cho mọi người. Sửa chữa rất là khó. Đúng không? Cụ thể đó, như tôi quan đề cập lúc 7 đó, người dân Libya bây giờ họ sửa chữa làm sao? Đúng không? Người dân Libya đó bây giờ họ sửa chữa làm sao để cho quốc gia Libya nó được trở lại như thời mà còn ông Gaddafi, phải không? Hoặc là đâu đó trong một số người dân trong đất nước Iraq đi, hoặc là Liên bang 54, hoặc là vài nước Đông Âu, thí dụ như Romania, Bulgaria, bla 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 gì đó, rất là... hoặc là cụ thể hiện tại bây giờ luôn đó là Ukraine đó, bây giờ sửa làm sao? Đâu sửa được nữa đâu. Cho nên quan trọng nhất là nhìn nhận đúng là ok.
chứ mà đã hành động sai rồi thì thôi khó cứu lắm, hành động sai rồi khó cứu lắm, và thậm chí nhiều khi không cứu được. Ok vậy ha mọi người ha, thông qua xin phép xuống cái like, xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại, bye bye.